Chào mừng anh chị đã đến với kênh của Avinoway. Hôm nay em Hiếu cùng với anh chị cùng tìm hiểu hai dòng whisky đang được yêu thích tại thị trường Việt Nam. Đó chính là Molex 16 và Singleton 15. Trong 70 năm đầu tiên từ khi được thành lập, Molex là thành phần giữ bí mật các loại whisky thường lưu thời bấy giờ. Ngay cả những người sản xuất pha trộn Molex muốn được thưởng thức thành quả của mình cũng phải thông qua các dòng whisky khác mà được phối trộn bởi Molex. Phiên bản Molex 16 năm tuổi được tạo ra để kỷ niệm sự kiện Molex ra mắt công chúng dòng whisky mạch nhà đơn cất độc lập. Molex 16 được ủ trong thùng gỗ sồi seri, mang đến những hương thơm ngọt ngào của trái cây với hương vị mạnh mẽ, bùng nổ của gia vị, và đó cũng chính là đặc điểm nổi bật của dòng Molex 16. Bên cạnh đó, dòng Singleton là một cái tên quen thuộc ở thị trường whisky Scotland. Không chỉ được biết đến về tuổi đời, mà Singleton 15 còn mang đến những cái hương vị rất khác lạ. Được thiết kế với bao bì sang trọng, đẹp mắt, Singleton 15 như là mang đến một làn gió mới nhẹ nhàng êm dịu giữa thị trường whisky mạnh mẽ nông nan. Singleton 15 thiết kế chai thủy tinh tinh xảo và được đặt trong hộp đựng cao cấp. Đây là một dòng whisky rất phù hợp để sử dụng trong các dịp đặc biệt hoặc là để làm qua Tết năm 2024. Singleton 15 với hương vị rất tao nhã, nổi bật với hương thơm của hoa quả, hương chanh nhẹ nhàng ở trên vòm miệng. Chính vì hương vị đặc biệt này đã giúp cho Singleton được giải vàng về cuộc thi rượu mạnh tổ chức năm 2012. Và vừa rồi là chia sẻ của em Hiếu về dòng Molex 16 và Singleton 15. Hy vọng rằng qua video này, anh chị sẽ lựa chọn cho mình được một dòng whisky phù hợp nhất. Nếu anh chị muốn tìm hiểu thêm về các dòng rượu vang hay các dòng whisky khác, em Hiếu mời anh chị xem thêm trên kênh YouTube hoặc liên hệ qua số hotline 0826 737 737 để đặt trước những phần quà hấp dẫn, ưu đãi cho dịp Tết Giáp Thìn năm 2024 tại Avinoway. Và anh chị cũng đừng quên đăng ký kênh của Avinoway để xem thêm những video vào ngày mai.